Ok, xin mời Trung. Dạ em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì em cũng lên chia sẻ một chút về cái nội dung này. Thì cái tổ chức Human Rights này, Human Rights Watch, gọi là tổ chức theo dõi nhân quyền, thì chúng ta khái quát một chút. Đó là cái tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở tại thành phố New York của Hoa Kỳ. Thì cái tổ chức này được thành lập năm 1978, được đồng sáng lập bởi ba người với cái tư cách là một cái tổ chức phi chính phủ mà để nhằm giám sát việc Liên Xô tuân thủ cái hiệp định, Ước hả? gọi là cái hiệp định Helsinki ở Phần Lan á. Mà cái hiệp định này á, là được ký kết về cái gọi là trong cái hội nghị an ninh và hợp tác châu Âu được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 1975. Thì cái tổ chức này sinh ra là để giám sát cái tổ chức hiệp định Helsinki này. Thì trong đó thì nó có những cái mối liên hệ, các cái nguyên tắc, hướng dẫn các cái mối quan hệ giữa các quốc gia, chủ yếu là cải thiện cái mối quan hệ giữa phương Đông và phương Tây đấy của châu Âu đấy. Thì sau đó thì dần dần cái tổ chức nó có 10 điểm, cái nguyên tắc hướng dẫn này nó có 10 điểm thì mọi người có thể tìm hiểu. Thì chủ yếu nó nói về bình đẳng, có chủ quyền, rồi là bất khả xâm phạm về biên giới, rồi vân vân cả, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thế nhưng mà sau đó thì cái tổ chức này dần dần đã vươn ra và hoạt động trên khắp thế giới. Thì chủ yếu người ta theo dõi và chủ yếu là người ta thực hiện nghiên cứu vận động về nhân quyền. Đúng là như thế. Thế thì ở đây cái điều đáng nói là cái gì? Đó là chúng ta cũng đã biết rồi. Đó là theo cái lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, thì ông Thủ tướng Nhật Bản sẽ sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Thì liên quan đến cái sự kiện này, thì cái tổ chức Human Rights này nó cũng yêu cầu nhá, nó lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Nhật Bản là Kishida đó là sẽ thúc đẩy cái vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, mà không riêng tại Việt Nam mà gồm thêm có cả Indonesia và Thái Lan nữa, bởi vì đợt này ông Thủ tướng Nhật Bản sẽ đi thăm ba nước. Thế thì cái điều chúng ta bàn đến ở đây cái đầu tiên đó là các cái đối cái tổ chức này này nó đòi nó vu khống cho Việt Nam chúng ta là đàn áp nhà hoạt động nhân quyền, với lại là đòi trả tự do cho những cái đối tượng chống phá như là Phạm Đoan Trang hay Trịnh Bá Phương hay là Đỗ Nam Trung vân vân cả. Thì những cái đối tượng này á thì chúng ta hiểu một cách nó ngắn gọn thôi, đó là gì? Là những cái đối tượng mà hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đó là cái hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và chính quyền Việt Nam đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nó không có gì mà chúng ta phải bàn cãi cả. Và cái điều này á thì nó cũng cũng giống như kiểu là chúng ta nhớ lại, đó là cái điều 2385 tại chương 11, chương 115 của Bộ luật hình sự Mỹ, người ta quy định về cái tội danh đó là vận động lật đổ chính quyền. Đây là luật pháp của Đúng Mỹ, rồi. người ta cũng quy định rất rõ như vậy. Thì những cái đối tượng này nó cũng in ấn, tuyên truyền, phát tán những cái tài liệu, thậm chí là tổ chức các cái hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì dĩ nhiên sẽ bị chế tài của pháp luật xử lý, bởi vì Việt Nam chúng ta nói rất rõ ràng rồi, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Khi anh đã thực hiện hành vi tội phạm tội thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ấy, chứ không có ngoại lệ nào ở đây cả, đúng không ạ? Và cái tên gọi là tù nhân chính trị, chúng ta nhớ lại một chút là ngày 6 tháng 1 tại đồi Capitol của Mỹ, những cái người người ta không không đồng tình với cái kết quả bầu cử đó, và người ta đã tiến hành cái việc là thể hiện cái quan điểm của người ta, thì thậm chí có những người là bị bắn chết tại chỗ, rồi có rất nhiều người bị bắt, bị xử phạt tù. Thì đó có gọi là tù nhân chính trị không? Bởi vì nó liên quan đến yếu tố chính trị mà, đúng không ạ? Thì nó có phải là tù nhân chính trị không? Ngay tại nước Mỹ nó sờ sờ như vậy. Tất cả các quốc gia trên thế giới người ta đều có thể cập nhật được cái thông tin đó, thì cái đó có phải là tù nhân chính trị không, và cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không, mà ngay diễn ra ngay tại nước Mỹ, là nơi, đúng không ạ, cái tổ chức Human Rights Watch này đóng quân đấy, đặt trụ sở ở đó. Thì tại sao, chúng ta đặt ra một câu hỏi, tại sao, đúng không ạ?
cái việc đó, cái tổ chức này nó không có lên tiếng gì cả. Đó là cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có thể cảm nhận được, là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến vấn đề gì? Thủ tướng Nhật Bản Kishida, ông là được người dân Nhật Bản bầu lên, đúng không ạ? Thì ông là Đúng đại rồi. diện cho một quốc gia, đó là Nhật Bản, thực hiện cái việc ngoại giao hay là làm ăn hợp tác phát triển, đó là gì? Đó là thể hiện cái quyền, cái ý chí nguyện vọng của người dân Nhật Bản và vì lợi ích của Nhật Bản, chứ không phải là của bất kỳ một quốc gia nào khác. Thì cái việc mà Nhật Bản hợp tác với Việt Nam á, từ xưa đến nay á, thì chúng ta có thể hiểu rồi. Dĩ nhiên là Việt Nam là nước mà nhận được ODA của Nhật Bản là nhiều nhất. Thế nhưng mà cái vấn đề ODA đó thì chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút. Đó là ODA nó có ba dạng. Thứ nhất là viện trợ không hoàn lại, thứ hai là viện trợ có hoàn lại và thứ ba là vốn ODA hỗn hợp. Thế nhưng mà em không có đề cập sâu ở đây thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Thì trong đó chủ yếu là nó liên quan đến cái vấn đề là hợp tác. Có thể là hoàn lại hoặc là tín dụng ưu đãi, có nghĩa là cho vay với lãi suất thấp đó, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nội dung này. Thế thì ý em muốn nói ở đây đó là gì? Đó là sự hợp tác và phát triển, chứ không phải là Nhật Bản đâu phải thừa tiền đâu, đúng không ạ? Đất nước Đúng Nhật rồi. Bản không phải thừa tiền để mà mang đi theo kiểu rải như vậy. Ngay kể cả Mỹ bây giờ, đồng đô la Mỹ có thể nói là cái đồng ngoại tệ bảo trợ rất nhiều các quốc gia. Mỹ có thể tự in ấn để mà sử dụng, thích in bao nhiêu thì in. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết là cái petro đô la đó nó đang ảnh hưởng rất nhiều trên thế giới. Thế nhưng Mỹ cũng có bao giờ in tiền đi cho không nước khác không? Chả có bao giờ cả, mà người ta gì ạ? Người ta tiến hành các cái biện pháp để người ta thu lợi ích kinh tế cho nước Mỹ, chứ không bao giờ người ta cho không ai cái gì cả. Và cái vấn đề này cũng vậy thôi. Và Việt Nam với Nhật Bản chúng ta từ xưa đến nay đó là cái có truyền thống hợp tác lâu dài, thì chúng ta có thể cảm nhận được rất nhiều các công ty của Nhật Bản, ví dụ như Samsung, rồi Canon, rồi là Toyota, vân vân, cả những cái doanh nghiệp Nhật Bản người ta đến Việt Nam chúng ta làm ăn rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì tại sao người ta lại đặt các cái trụ sở làm ăn tại Việt Nam chúng ta lâu như vậy? Thì cái điều đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là gì? Đó là cái ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thì chúng ta mới được sự tin tưởng của các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản, người ta đến đầu tư và làm ăn tại Việt Nam. Thì cái đó là việc hai bên cùng có lợi, đúng ạ? Chứ không ai, người ta cho không ai cái gì cả. Thế nhưng mà không hiểu cái tổ chức này can thiệp vào cái vấn đề này, đặc biệt là yêu cầu thủ tướng Nhật Bản như vậy, thì có phải là vi phạm nhân quyền không? Nó rất rõ ràng, đúng không ạ? Ông thủ tướng Nhật Bản là ông đại diện cho quyền lợi của đất nước Nhật Bản, trong đó có quyền và lợi ích hợp pháp cũng như là ý chí của người dân Nhật Bản, chứ không phải là một mình cá nhân ông. Đấy, mà cái tổ chức này nó lại yêu cầu những cái điều vô lý như vậy, thì chúng ta có thể thấy có phải là chính cái tổ chức này nó đã vi phạm nhân quyền đối với người dân Nhật Bản không? Đúng không ạ? Là chúng ta thấy Đúng rồi, thôi. đúng rồi. Cái hai nữa là gì? Cái hai nữa, cái thứ ba đó là chúng ta cảm nhận được cái điều nữa, đó là gì? Mới đây thôi thì cái tổ chức này nó cũng nói là Việt Nam chúng ta là không có tự do internet. Nó không có, nó nói chúng ta không có tự do internet, nhưng mà nó lại yêu cầu Việt Nam chúng ta là ngừng chặn truy cập vào các cái trang web hoặc là thúc ép các cái phương tiện truyền thông xã hội và các cái công ty viễn thông gỡ bỏ những nội dung được coi là nhạy cảm về mặt chính trị. Đúng không ạ? Rất là vô lý. Thế Việt Nam chúng tôi không có internet rồi thì chúng tôi chặn kiểu gì? Đúng không ạ? Rất là vô lý. Chúng tôi đã không có internet rồi thì chúng tôi lấy cái gì để chúng tôi chặn? Cái điều đầu tiên các ông nói ra nó đá cái vấn đề sau rồi. Và cái này chúng ta lại liên tưởng một vấn đề gì? Đó là cũng là ngày 6 tháng 1 tại Mỹ, khi mà Tổng thống Donald Trump ngày đó đang là Tổng thống, đương kim Tổng thống của Mỹ, đưa lên những lời kêu gọi, thì ngay lập tức các anh khóa luôn cái tài khoản cả Facebook, Twitter, các thể loại của ông ấy, và cho rằng cái việc đó là ảnh hưởng đến nước Mỹ. Thì các cái đối tượng mà chống phá ở Việt Nam, người ta lên người ta nói những cái điều không đúng sự thực, không có thật, người ta vu cáo một cách nó trắng trợn, thì cái vấn đề mà những cái đối tượng này bị xử lý nó hoàn toàn là thích đáng thôi, không có gì cả. Và chúng ta cũng đặt ra một câu hỏi, tại sao đất nước chúng ta bây giờ 97, 98, gần 100 triệu dân rồi, mà chỉ có đếm đi đếm lại thì ba cái loại như kiểu Lê Dũng Vô Va với lại Phạm Đoan Trang nó chỉ khoảng 10, 20 người đấy. Tại sao lại như thế? Thế như những người khác, người ta tại sao người ta không có phản ứng gì? Mà chỉ có những cái đối tượng này, và cơ bản những cái đối tượng này cộng với 12 cái đối tượng mới đây nhất thôi. Đó là gì? Tham gia cái tổ chức chính phủ khủng bố của Đào Minh Quân ấy, thì bị xử phạt tù. Thế tại sao lại lại như thế? Và bao giờ ra tòa các đối tượng này khai là gì?
ít nhiều có nhận tiền của các cái tổ chức nước ngoài. Thế cái tổ chức nước ngoài là gì? Thì chúng ta lại đặt một khía cạnh nữa ở đây. Đó là sao? Ngay tại Mỹ, Mỹ cho rằng Al-Qaeda, IS hay là các cái tổ chức khác đó là tổ chức khủng bố, ảnh hưởng đến an ninh của nước Mỹ. Thế thì cái thành phần như Việt Tân hay là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của Đào Minh Quân thì đều được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xếp vào đó là những tổ chức khủng bố, và đó có quyết định truy nã những cái đối tượng như Đào Minh Quân. Thế thì tại sao các anh lại dung túng cho nó? Có phải là các anh dung túng cho khủng bố không? Đúng không ạ? Đúng rồi. Rõ ràng cái đó là chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng. Dĩ nhiên mỗi một quốc gia có những cái quy định riêng về luật pháp nhằm phù hợp với lại cái phong tục tập quán của quốc gia đó. Thế nhưng về tiêu chuẩn chung thì vẫn đáp ứng các cái yêu cầu của luật pháp quốc tế về quyền con người rất rõ ràng như vậy. Thế thì nhân quyền thì chúng ta hiểu đó là quyền của con người. Quyền con người thì nhiều lắm, nhiều vô kể. Thế nhưng cái quyền của anh á, nó không thể được vượt quá cái quyền của tổ chức hay cá nhân khác. Cái điều này chúng ta nói rất rõ ràng, và kể cả bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy. Không riêng gì ở đâu cả. Ví dụ như cái vụ George Floyd ở Mỹ, đúng không ạ? Anh da đen người Mỹ đó. Thì người ta cũng cho rằng ông ta là sử dụng tên giả hay là thế này thế kia. Dĩ nhiên là về mặt điều tra thì chúng ta không nắm được. Thế nhưng cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Mà luật pháp Mỹ cho phép cái điều đó. Đó là khi anh chống đối thì cảnh sát Mỹ người ta có quyền người ta đè đầu, cưỡi cổ rồi bắn đó, đúng không? Đó là tước đoạt đi mạng sống của một con người mà không qua xét xử. Cụ thể như ngày 27 tháng 12 năm 2021, theo cái thống kê của cái tờ Washington Post ấy, người ta thống kê là trong năm 2021 một cách chưa đầy đủ đó là có 901 người bị cảnh sát tiêu diệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thế thì cái đó có phải là vi phạm nhân quyền không? Và nói rộng hơn một tí nữa là gì? Mỹ và NATO đã tham gia rất nhiều các cuộc chiến trực tiếp đem quân sang Iraq, Afghanistan, Syria, vân vân cả. Bao nhiêu người chết? Cũng có những cái thống kê số liệu rất là cụ thể, tuy nhiên là chưa là đầy đủ. Thế nhưng mà những người dân ở nơi đó, người ta có bị chà đạp không? Có bị chết một cách vô cớ không? Cái đó nó có gọi là vi phạm nhân quyền không? Thế thì cái tổ chức Human Rights Watch này đã có bao giờ lên tiếng về cái vấn đề nhân quyền của nước Mỹ, hay là Mỹ đã can thiệp vào quốc gia khác làm ảnh hưởng đến nhân quyền của những người dân ở nơi đó chưa? Dạ xin thưa là chúng ta tìm hiểu chúng ta biết thôi, gần như là không có luôn. Chúng ta có thể nhận định một điều rất rõ ràng. Thế thì chúng ta đưa ra một cái nhận định ở đây đó là gì? Cái tổ chức này sinh ra gọi là tổ chức phi chính phủ. Đã là phi chính phủ có nghĩa là không chịu sự chi phối của chính phủ nào. Thì anh phải hoạt động một cách nó công bằng, minh bạch và công khai, đảm bảo khách quan đối với người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, màu da. Đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây là gì? Ở đây Đúng người rồi. ta thường là người ta sẽ đưa những cái yếu tố có lợi cho nước Mỹ. Còn tất cả các quốc gia khác không thuộc vào cái khối liên minh này thì người ta đều đưa ra những cái đầu tiên với cái chiêu bài đó là tự do, dân chủ, dân quyền. Và chúng ta thấy rất rõ ở Iraq các thứ cũng vậy, đúng không ạ? Cứ nói là ở nước này vi phạm nhân quyền, nước kia vi phạm nhân quyền, xong các ông đưa quân và các ông đánh phá đất nước người ta tan hoang hết, người dân thì người chết người ly tán, rồi các ông có làm cho cái đất nước đó nhân quyền đi lên không, hay là nó lại lại tàn lụi hơn cả trước khi các ông can thiệp? Cái việc này chúng ta nhìn thấy nó rất rõ ràng thôi, đúng không ạ? Rất rõ ràng, có nghĩa là khi anh sinh ra không phục vụ cho cái việc đảm bảo cái công bằng cho tất cả mọi người, mà chỉ phục vụ cho một liên minh hoặc một quốc gia có cái quyền lực nào đó, thì chúng ta có thể thấy là cái quyền con người ấy, nó phụ thuộc vào các cái thế lực hay là các quốc gia mà có tiềm lực luôn thể hiện cái quyền bá quyền của mình trên trên toàn cầu. Cái điều này chúng ta theo dõi thì chúng ta biết thôi. Thế thì trở lại cái góc độ cái tổ chức này, người ta kêu gọi cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thì chúng ta thấy đi. Cơ bản là người ta sử dụng các chiêu bài này ở rất nhiều quốc gia và đã can thiệp vào rồi. Thì Việt Nam chúng ta cũng không là ngoại lệ, và đây không phải là lần đầu tiên, rất nhiều lần rồi. Thế thì mục đích cuối cùng người ta ở đây người ta kêu gọi nhân quyền là nhân quyền cho ai? Khi người ta tổ chức thúc ép Nhật Bản thực hiện những cái việc như là không có đầu tư phát triển kinh tế, không viện trợ ODA, thế ảnh hưởng đầu tiên là ai? Đó là người dân. Chính Quyền xác. và lợi ích của người dân bị ảnh hưởng. Người dân Việt Nam bị ảnh hưởng chứ không phải Đúng là rồi.
cái vấn đề gì bị ảnh hưởng cả. Ví dụ nhà nước chúng ta có ảnh hưởng không? Có. Đúng không ạ? Có. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà quan trọng nhất, trực tiếp nhất, đó là ai? Đó là người dân Việt Nam chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta có thể hiểu thôi. Một là khi mà chúng ta không có cái việc đầu tư phát triển kinh tế của các cái tập đoàn hay là của các cái công ty hoặc các cái doanh nghiệp, thì đầu tiên là cái hiện hữu đầu tiên đó là gì? Đó là cái thất nghiệp của người dân. Đúng không ạ? Khi mà không có nữa thì chúng ta sẽ bị thất, người dân sẽ bị thất nghiệp. Và thất nghiệp thì không có thu nhập. Đúng không ạ? Và trở thành nghèo đói. Thì cái quyền lợi đầu tiên người dân bị ảnh hưởng đã. Đó. Và cái thứ hai đó là gì? Khi mà các cái doanh nghiệp người ta không có đầu tư vào Việt Nam, người ta không làm, thì dĩ nhiên là đất nước chúng ta sẽ bị thất thu về về thuế, đúng không ạ? Có nghĩa là về thu nhập của quốc gia. Thì từ đó chúng ta lại thấy ra một vấn đề gì? Đó là khi mà nhà nước chúng ta, bất kể một nhà nước nào cũng vậy thôi, nếu như mà không thu được cái nguồn thu của nhà nước, thì sẽ cái việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các cái lợi ích xã hội khác cho người dân nó sẽ bị ảnh hưởng. Và lúc đó thì cũng là ảnh hưởng đến ai? Cũng là ảnh hưởng đến người dân Việt Nam. Đúng không ạ? Ví dụ trước đây chúng ta vẫn làm ăn bình thường, chúng ta có cái điều kiện phát triển, thì ví dụ chúng ta có được cái nguồn thu nhập khoảng 10 triệu đô chẳng hạn, thì trừ các cái vấn đề khác ra thì có thể là nhà nước chúng ta sẽ đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng cho người dân, ví dụ như đường xá, trường học, cơ sở y tế vân vân cả. Thì khoảng 5 triệu đô chẳng hạn. Thế thì bây giờ không có thu nhập nữa thì dĩ nhiên nhà nước cũng không thể đầu tư được. Và nếu nhà nước không đầu tư thì ảnh hưởng vẫn là ảnh hưởng người dân thôi. Người dân không có cái để mà hưởng thụ, đúng không ạ? Không có cái để mà sử dụng. Cái điều này chúng ta có thể cảm nhận nó rất là rõ ràng, chứ nó không có gì mà khó nhận ra cả. Thế nhưng mà tại sao các cái tổ chức Human Rights Watch này, cái tổ chức theo dõi nhân quyền này, đấy, nó thường xuyên nó cứ đưa ra những cái vấn đề không có thực ở Việt Nam như vậy? Sẽ thì rất đồng ý với chúng. Và đặc biệt á, ở đây vấn đề mà Thư Quang muốn nhấn mạnh, những cái nội dung mà thực ra là Thư Quang muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ và chúng ta nhận diện thêm, đó là gì? cái chuyện các tổ chức này nọ là chúng ta đã biết rõ rồi, đúng không ạ? Và hầu như là chúng ta biết rất rõ, kể cả từ tư cách hay tính chính danh gì đó là bác bỏ qua bên, đúng không ạ? Rồi Việt Nam có nhân quyền dân chủ hay không thì cũng quá rõ ràng rồi, cái đó cũng không cần bàn cãi nữa, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề ở đây á, đó giống như là anh Trung và anh Thực Chí Nhất và mọi người cũng đã cùng chia sẻ với nhau, thì chúng ta có thể thấy ra được điều gì? Tức là mục đích đê hèn của những cái thế lực này, họ dùng cái chiêu bài nhân quyền á, để chống phá Việt Nam, đó là gì? Đó, nói đi nói lại cuối cùng họ cũng là yêu cầu các quốc gia, các nước lớn á, là không viện trợ cho Việt Nam, không hợp đầu tư phát triển, không đầu tư hợp tác, vân vân và mấy mấy. Mọi người đã lắng nghe. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt mọi người ạ. Bye bye, xin hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.